Kính chào tất cả các anh em. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài huyền thoại đã trở nên rất quen thuộc trên kênh Review Audio. Chiếc đài Panasonic DT300 nhìn như một bộ giảm chuyên nghiệp. Máy có cái màu ghi xám lông chuột nhìn rất là sang trọng, đẹp mắt. Đặc biệt là chiếc máy này mới về từ Nhật chưa dùng tại Việt Nam, đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn. Các bác thấy là chiếc đài nhìn cực kỳ sang trọng. Dòng này thì tiếng hay tuyệt vời luôn, bánh như dàn. Máy được trang bị một khay đĩa CD ở phía dưới. Phần đĩa CD mắt đọc cực nhanh, rất tốt không kén đĩa. Và kèm theo đấy là được trang bị hai cửa băng cassette. Đặc biệt băng cassette chơi hay lắm. Phải nói là 10 con như 10, băng cassette tiếng chuẩn hay. Em chưa thấy cái dòng đài nào mà phải nói là tiếng cassette nó hay, nó chuẩn như dòng này luôn các bạn. Và được trang bị luôn phần tuner là với hai băng tần FM, AM đầy đủ cho phần radio. Máy có 4 quần chỉnh equalizer cho chúng ta tùy chỉnh ba giải bass mid-chep. Đặc biệt là có luôn một cái nút chỉnh riêng biệt cho phần bass. Các bác chỉnh tăng cái tiếng bass lên thì nó đánh tiếng bass rất là chắc, gọn, sâu như một bộ giản chuyên nghiệp luôn. Với một cặp loa hai đường tiếng, phần loa chép là các bác thấy này, kiềng loa và mũi loa chép được mạ vàng 18K. Trông nó rất là sang xịn cho cái tiếng chép tươi sáng. Đây là phần loa bass. Loa bass con này đánh hay lắm luôn. Đây là dòng loa hai cầu các bác nha. Các bác nhớ cho con này được trang bị loa hai cầu. Cho nên là tiếng đánh thì tuyệt vời luôn. Nó không khác gì một bộ đàn chung các bác nha. Đây, cái phần loa chép là mũi loa chép, bởi vì loa chép là được mạ vàng. Rồi, trước khi em test chi tiết các tính năng thì em mời các bác cùng ngắm nhìn mặt sau của máy. Mặt sau cũng đẹp long lanh luôn. Con này đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Phải nói là đẹp như mới luôn các bác. Đây, tổng thể với mặt phía sau đây các bác nha. Máy được chia làm 3 cục, phần máy chính giữa trung tâm và hai bên là hai cặp loa. Đây các bác có thể cắm ngắm nhìn này. Đây là dòng loa hai cầu, cho nên là mỗi một bên có tới 4 dây. Có nghĩa là riêng biệt cho hai phần, hai dây cho loa bass mà hai dây loa chép. Thường là những chiếc đài khác các bác thấy là nó chỉ có hai dây một bên thôi, vì đó là dòng loa một cầu, còn này là loa hai cầu. Tiếng đánh hay tuyệt vời luôn. Đây các bác ngắm cái thông số của nhà sản xuất này. Panasonic model RX-DT300, điện 100V, công suất 35W. Đây là hàng nội địa của Nhật cho nên là điện 100V. Em mở cái cửa băng ở cái hộp pin cho các bác ngắm này. Đấy, hộp pin bên trong tất cả là còn rất mới các bác nha. Các chấu pin là sáng choang luôn các bác này. Con này là tất cả là điểm 10 luôn. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Anten cũng sáng choang luôn. Rồi, có lẽ là bây giờ thì em xin phép quay đài lại. Rất nặng nha, máy rất nặng luôn các bạn. Để test chi tiết chất âm cho cả nhà mình cùng trải nghiệm. Đẹp chưa? Phải nói là nhìn nó rất là chuyên nghiệp như một bộ dàn luôn. Đầu tiên thì vẫn là một ca khúc quen thuộc của nhóm nhạc Modern Talking, nổi tiếng của những thập niên 80. Các bác cùng lắng nghe trên cửa băng số 1 để cảm nhận được chất âm của tiếng bass. Sau đó em sẽ test những phần tiếng năng tiếp theo. Mời các bác cùng lắng nghe nhé. Rồi em chỉ dám test một đoạn của ca khúc này thôi, bởi vì đây là nhạc bản quyền các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức cửa băng số 2 qua một ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Mời các bác cùng lắng nghe này.
Nếu có thể chúng ta xem trên truyền hình với chất lượng video 4K và nghe qua tai nghe để cảm nhận được hết cái chất âm. Các bác thấy là cái tiếng của hai cửa băng cassette hay và là rất là chuẩn tiếng, hay tuyệt vời. Và dòng này thì dùng rất là ổn định nha các bác nhé, nó rất là bền bỉ. Bây giờ thì em mời các bác cùng trải nghiệm chất âm qua một ca khúc nổi tiếng của nam ca sĩ Trường Vũ ở phần khai đĩa CD, bài hát là Tâm sự người thương binh. Chúng ta mở CD thì các bác sẽ bấm ở đây. Đấy, và các bác đợi một tí thì máy nó sẽ nhận đĩa CD. Đó, có 10 bài 49 phút 27 giây. Bây giờ chúng ta bật đĩa CD, chúng ta bấm vào đây. Rồi, các bác cùng lắng nghe bài số 2, Tâm sự với người thương binh. Đến nay đã 3 năm vừa đây, tư giáo tạ tư gian nan, thôi dạ anh màu áo lan dù. Các anh vẫn miệt mài vui đời trai chiến đấu, tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè học nhau. Ngày tháng qua mau, 3 năm rời tay sớm. Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại trong về biên cương, nhớ bọn mình dăm đứa yêu nhau hơn cả tình nhân. Bây giờ có còn hay mỗi người mỏi tâm tư, tôi vẫn về tìm khi lòng chưa quên chiến trường, còn tiếng súng khi đêm đen còn hòa trong. Hết rồi nhưng vẫn thèm, vẫn mơ đời linh thường. Người tình ngày nào tôi yêu lắm khi biết thăm bọn mình, giờ làm vợ hiền thương binh,
nên đời vơi nhiều nỗi ưu phiền. Những đêm trong trời buồn, tôi chợt nghe thương nhớ, nên không quên nguyện cầu quê mẹ mình khổ đau. Kinh kiến qua mâu để người thương mến nhau. Em bấm qua bài này, bấm nhanh luôn này các bạn này. Đấy, buông tay ra là mắt đọc ngay nhá. Mắt đọc rất tốt. Qua bài này. Đó. Em bấm quay lại này, bấm rất nhanh nhá, buông tay này. Các bạn ơi, là CD đọc cực kỳ tốt luôn. Rồi, em tạm tắt CD nhá. Bây giờ chuyển qua phần tuner này, tuner nó đây là radio. Một lời chúc cho các bạn không ạ? Kiểu như mọi người hay hay sợ không biết là mình làm cái việc đó nó có đúng hay không, mình đang cái việc mình đang tiếp tục nó có ok hay không, hay là nó không phù hợp với số đông. Mọi người lại cũng phải nên thử, tại vì đó là cái mức cố gắng hiện tại của bản thân. Từ cái mức đó mình đi lên nữa thì mình cứ giữ nguyên cái lập trường để mà mình phát triển lên từ đó. Cảm ơn những chia sẻ. Đây là nút nguồn. Rồi, vừa rồi em đã review chi tiết đầy đủ tất cả những tính năng. Một chiếc máy đẹp xuất sắc, âm thanh thì hay tuyệt vời. Em khẳng định các bác là dòng này đánh hay như dàn, cho nên là bao hay, bao phê cho bác luôn. Một chiếc máy đẹp xuất sắc, chạy hoàn hảo, hàng từ Nhật về, cam kết chưa dùng tại Việt Nam. Bạn nào quan tâm vui lòng liên hệ sớm giúp em, vẫn là số điện thoại quen thuộc 0916 950595. Cảm ơn cả nhà mình, xin kính chào và gặp lại.